Rồi, là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 8 cây cần, 2, 4, 6, 8. 8 cây cần này, 8 cây cần gút, có cần ISO và một số cây cần bạo lực, cần súp lở. Rồi, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng không giống clip em quay á, anh em có thể trả về cho em nha. Rồi. Rồi, để em vô cây thứ nhất cho mọi người xem. Cây thứ nhất là một cây hàng thương hiệu nha anh em, hàng carbon, hàng của Daiwa nha anh em đó, càng Daiwa Sigurd, độ cứng 80, dài 2m7, càng in chữ nổi, hàng carbon nha anh em. Đây các quan sẵn quăng đây đó. Để em đọc thông số mọi người xem, bass thì là bass Fuji tem vàng. Nói chung thì chỗ này nó bị xước sát dính keo thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Bass là bass Fuji tem vàng. Cây này thì 2m7, độ cứng 80, thu gọn là 78 cm, đọt là 2,5 ly, nặng là 280 g. Đây cây này là hàng carbon, một cây hàng carbon độ cứng khá là chuẩn. Đây phen nó đây, phen không lỗi nha anh em. Đó. Đây hàng carbon, đó. Carbon sẵn quăng nha anh em, để em kéo từ khúc đọt ra cho. Đó, đây sẵn đây, đó. Cái này độ mới nó rơi vào tầm khoảng 90-95%. Nếu xước xát nhiều thì em báo cho anh em xước xát nhiều. Ở trong những lóng em đưa ra là không xước xát. Hàng carbon sắn nổi quăng. Độ cứng là 80, dài 2m7, thích hợp cho anh em đi câu tra, đi câu biển. Cây này là cây gút nên rất là thích hợp cho anh em đi chống vợ đi câu. Đó. Độ cứng khá là chuẩn, 80, 2m7. Hàng carbon sắn, ngoại hình tầm khoảng 95%, 90-95%. Nó chỉ đọt chỗ này bị dính keo thôi. Đó các thằng bass, bass là bass Fuji. Rồi, đó là tổng quan qua cây cần này. Giá cả công khai luôn nha mọi người, giá cây này công khai là 900k nha. Đó, cây thứ nhất 900k, giá cả công khai luôn. Đó. Rồi, tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 có một hàng Waco. Đó, hàng này là hàng carbon. Bass là bass Fuji. Đó, kẹp sắt nha anh em. Đó, bass Fuji. Bass kẹp Fuji. Cần thì được quắn. Đó. Nào. Cần được quắn khá đẹp, anh mấy anh em Nhật quắn quăng cái này không biết là cái gì nữa, khá đẹp, bo cái này khá đẹp. Đây thông số cần, thu gọn là 93 cm, đọt là 1,8 ly, nặng là 430 g. Thì cái này nặng nè, nó cái giải quắn cái này nặng rất khá là đẹp. Cây cần này đảm bảo với anh em còn độ mới tầm khoảng 90% ăn lên. Cây cần này là 5m2, ISO phen lớn, phen dạ quen, phen dạ quang đó, đọt số 3 nha anh em, phan gia quang đọt số 3 đó. Cái này cho anh em đánh lục cũng được đó. Đây phan nữa đây, khá là ok, không lỗi. Đọt số 3 dài dài 5m2, cây của Waco, Hà Nội địa Nhật. Đây nói chung thì cần nó sắn thì khỏi bàn đó. Cây cần này đảm bảo với anh em mới vòng khoảng 95%, không được 95% anh em kiểm tra hàng xong anh em trả về 90-95% đó. Cặp con sắn nha anh em, gút gẹt gẹt là anh em nghe hiểu rồi đó. Đó. Gút mà gẹt 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 là hiểu rồi đó nha anh em đó. Không. Em gút cho anh em kiểm tra từng lóng luôn á. Đây lóng đọt ở đây, lóng đọt nó vẫn là lóng sắn nha anh em. Nếu tính độ cứng cây này rơi vào tầm độ cứng tầm khoảng 50, 40, 50.
Đợt vẫn là đợt sắn nha anh em đó. Sắn tới ngọn luôn, không phải là ngọn tháp đó. Tổng sơ quan ra cây cần số 2 đó. Rồi giá công khai cây luôn nha mọi người, giá công khai cây này là 800k đó. Cây ISO phen lớn khoan dạ quang, độ cứng tầm 50. Tiếp theo sẽ là cây số 3, một cây cần carbon hàng pencil vision. Cây này là 3,6 m, độ dài 2, độ cứng 20, thu gọn 100 cm, đọt là 2 ly, nặng là 250 g, tem nội địa nha anh em, hàng carbon. Độ dài 3,6 m, cứng 20. Nói chung là cây này còn khá là ok. Đây xước xác đây một ít đó. Bát là bát Fuji nha anh em, bát kẹp Fuji, tem nội địa, phen Fuji nha mọi người. Đây phen Fuji. Nói chung là cây này còn khá là ok đó. Lóng ở đây. Nói chung cây này còn khá là mới, độ mới nó rơi vào tầm khoảng 90-95%, không có sức bậy bạ nhiều đó. Đọt là độ cứng tầm 20 đó. Nào, độ nảy khá là cao nha anh em, 3,6 m, cứng 20, phen Fuji, phen này phen đồ bộ Fuji nha mọi người, hàng nội địa đó. Hàng phen ok, không lỗi. Cây nào lỗi cái nào thì em báo anh em cái đó. Rồi cây này cứng 20, dài 3,6 m, giá công khai cây này 700k nha mọi người, cây số 3 700k. Tiếp theo sẽ là cây số 4 à. Cây số 4 là cây đai qua, hàng này hàng ISO nha anh em, hàng ISO, độ dài là 25,4 m, đọt số 2 đó. Đó phen bát là bát Fuji, hàng đây qua, thu gọn là 110 cm, đọt là 1,4 l, nặng là 400 g nha mọi người, hàng đây qua, hàng sắn nổi quăng đó. Cây này thích hợp cho anh em đánh đi sô, đánh chép, đánh chơi, anh em có thể xả ra đánh làm cần tay cũng được. Nói chung là cây này nó xuất sắc có thời gian thôi. Đó, đây. Nói chung là ở ngoài thì xuất sắc theo thời gian, nhưng ở trong lóng trong thì còn khá là mới nha anh em. Đó. Hàng carbon sắn nở quăng, anh em có thể thấy trong clip. Cây này thuộc dạng độ mới đó, tầm rơi vào tầm khoảng 80-90%. Đó. Nói chung là tầm 90% cây này. Sáng nổ quăng, hàng ISO, phen Fuji, bát Fuji đó. Tất cả ok hết nha mọi người. Đây phen ở đây nó, phen là phen Fuji nha. Nó chữ đây, phen ở đây đó. Rồi giá công khai cây luôn nha mọi người, giá công khai cây này vẫn là 700k, cây số 4 700k. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây Gumroot, hàng super carbon, hàng siêu carbon, đọt là đọt số 1, dài 5,4 m. Cây này hàng của Korea nha anh em, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật, bát là bát Fuji đó. Hàng carbon sáng quăng luôn đó. Cây này thích hợp cho anh em câu chép nè, đọc là đọc số 1 nha anh em. Đây đọc ra đây nó, đọc qua sáng văn. Cây này độ mới nó rơi vào tầm khoảng 90%. Ừ.
Hàng khá là ok. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán. Anh em hàng ra tới nơi anh em thì anh em tháo ra giống em vậy nè, coi kiểm tra. Nếu giống như clip em quảng cáo á, thì anh em thanh toán, không giống thì anh em trả về không sao đâu. Này đọt đây, đọt số 1 nha anh em, hàng nguyên zin nguyên kiện không lỗi. Đó, sử dụng hàng khoen là khoen Fuji cho mọi người đây. Đó, giá vẫn là giá công khai 700k, cây số 5. Tiếp theo là cây số 6, một cây hàng thương hiệu, hàng carbon, đọt số 2 và 5m4, hàng Benso NFT. Cây này là có tổng cộng là 6 lóng. Dàn phen này dàn phen Fuji Sit, dàn phen xịn sò để anh em. Đó, carbon thì sắn quăng rồi, khỏi nói. Đây, carbon sắn này khỏi nói cho anh em nha. Anh em nhìn có thể thấy bát là bát Fuji. Đó, cây này thu gọn là 100cm, đọt là 1.3 ly. Độ nặng là tầm 280g. Nói chung là cây này đảm bảo với em mới khoảng 95% ăn lên. Nếu máy út không được 95% thì anh em trả về cho em. Carbon sắn nè, thấy không? Sắn khỏi bàn. Những cây nào em đảm bảo với anh em là hàng đó bao chắc. Cây này mới khoảng 95%. Đó, hàng này là FT, chuyên cho anh em nào đi câu chép, câu trôi, câu ISO, đánh cảm giác, câu biển. Đó, đọt quán là đọt sắn quăng nha anh em. Đọt quán là hàng carbon sắn. Đó, đọt này là đọt số 2, dài 5m2. Khá là nãy, khá là bún. Khá là ok anh em, hàng mới tầm khoảng 95% ăn lên nha. Anh em tháo ra anh em kiểm tra, không được 95% thì anh em trả về. Dàn khoan này, dàn khoan Fuji Sit nha anh em. Đó, dàn khoan xịn sò. ISO đọt số 2, dài 5m4. Đây, tất cả trên đây thông số nó đây. Hàng NFT nha anh em, hàng nội địa Nhật. Đó, hàng mới trên khoảng trên 90-95%. Cây này là cây số 6, giá 900k nha mọi người. Cây số 6 giá 900k. Đó, tiếp theo là hai cây cần lục. Đây, để em về qua đây. Tiếp theo là hai cây cần lục nha anh em, hai cây cần lục. Cây này là còn bao nha anh em, để em đọc thông số trước. Cây này là dài cứng, là cứng 25, dài 3m9. Nặng là 315g, thu gọn là 110cm. Đọt là 2.5 ly, đọt ly ở gốc là 2.4 ly, 24 ly. Đọt 2.5 ly nha mọi người. Cây này còn bao nha. Nói chung là cây nào còn thì em báo còn, cái nào hết thì em báo hết. Đây, hàng hàng carbon nha anh em. Đó, hàng của Korea, hàng carbon. Bát là bát Fuji, bát đời cao. Đó, bát Fuji nha mọi người. Đó, cây này mới tươi rơi vào tầm khoảng 90-95%. Nói chung là hàng này khá là ok. Cái này thích hợp cho anh em là tập quýnh nha. Đó, thông số. Đó, hàng khá là ok. Phen là phen Fuji nha mọi người. Đó, không lỗi. Hàng đủ gan đủ tắc nha anh em. Này, hàng carbon. Đó, đây Fuji. Đây sáng đầy nó. Nói chung là hàng carbon thì khá là ok. Đọt là đọt tháp nha mọi người. Đây đọt đây, cứng tầm khoảng 25. Phen Fuji. Rồi, giá công khai cây luôn nha mọi người. Giá công khai cây này là 800k. Cây số 7 800k. Đó, một cây súp lỡ 25 3m9 hàng Korea. Tiếp theo sẽ là cây số 8, cây cuối cùng.
một cây cần carbon nguyên cây. Cây này khoảng là 2m5 cứng bằng lỏng. Cây này cứng 25 3m9, hàng carbon cutter. Hàng carbon sắn quăng nha mọi người. Đó. Khoan là khoan Fuji. Đó, các bạn carbon sắn quăng cho gốc chính ngọn. Cây này đảm bảo với anh em là tầm khoảng 95%. Phen là phen Fuji đó. À, cây này thu gọn là 108 cm, đọt là đọt 2 ly 1, nặng là 300 g. Đó, phen là đó, tem là tem nội địa Nhật, hàng Lachita gì đó. Đây, hàng là hàng Fuji anh em. Đó. Đó. Hàng Fuji, tất cả các lóng đều là carbon đó nha anh em. Hàng carbon sáng quăng, đọt là đọt carbon nha anh em, không phải đọt tháp đó, thấy không? Đó, sáng đây nó đó. Đó, đọt ra đây nó. Cây này chuyên cho anh em đánh lục nha anh em, đánh lục đầu cần. Vì độ cứng nó tầm khoảng 25 3m9 thôi. Đó. Nói chung thì em cần lục thì em có không có chuyên về cần lắm. Em bán hàng thì em cố gắng soi cho anh em kỹ từng ly từng tí thôi. Cây này đảm bảo với anh em mới rơi vào tầm khoảng 95%. Nếu anh em kiểm tra hàng không được 95% anh em trả về cho em. Đó. Đây là cây số 8, giá là 1 triệu nha anh em, hàng carbon nguyên cây. Đó, đó là tổng cộng 8 cái cần ra cho anh em hôm nay. Anh em mua hàng thì anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống như clip em đưa lên cho anh em có thể trả về cho em. Rồi, cảm ơn anh em.